Wow, các bạn nhìn nè, nó kẹo lại à, nó kẹo lại mà nó thơm. Trời ơi, nó ngon như cái món kho quẹt ngoài nhà hàng nó bán vậy. À, xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một món ăn rất là hấp dẫn, đó là món cơm nấu với nước dừa ăn với cá kho tộ. Mọi người cùng theo chân mình nha. Thì nguyên liệu đi để nấu cơm thì chúng ta sẽ có, đây là cơm mình mới mua 1 ký gạo. What the hell? Cái này là gạo dẻo thơm nha. Thứ hai đó là dừa. Dừa thì nhà mình đầy đó, mình đem có dừa nè, thấy không? Và mình sẽ đi xin lá dứa. Mẹ mình đi xin lá dứa rồi, đi theo mẹ thôi. Đây là mình leo rào nha. Mẹ ơi. Mẹ à. À, con chó mừng, à, con chó mừng nè. Mừng. Lát nữa kêu về. Con chó mực nó mừng Vinh nè. Chó nó ăn mà nó mừng mới lạ. Ờ, ba con lưu bữa con giờ lòi ra ba con vậy. Đây là rồi. Con đi cắt đi. Nó vậy, chó mực kìa. Thương á. Này vậy. Vậy là do nó biết cái này đại ca đi nè. Đại ca dành ăn bự chả nè, còn không có chấm nhôm nè. Dữ lắm. Bởi vậy, mày vậy là tao biết mày dữ rồi mày ha. Này con chó mực nè, bình thường mình bình thường đi chợ về cho đồ ăn nó, giờ nó mừng nè. À, nó khôn hay chưa. Chó bầu đâu. U, bà chú chà bá lửa luôn nè. Ghê chứ, bà chú nè. Tối mà bãi còn để đây em ta. Ô mà bãi có cái bếp đẹp vậy? Đây nè. Trời ơi, cũng thứ mình mua bánh như vậy. Ủa mà bãi mua nào ta? Ôi chúa chà bá lửa luôn. Có qua rinh. Giờ đừng nói. Nói cho nghe thằng biết. Trời ơi, đang quay phim nha mẹ. À, bụi này bự quá sao nó chết ta. Mà hái bụi này đi. Nó bị quẹo đọt rồi nè. Nhiều ít đây anh. Nấu thử đủ ký cơm hả? Rồi, được rồi. Phải không? Nhìn rồi, xong rồi. À. Dạ. Rồi, điên nào về đây. Xin mấy con về chồng. Quá trời. Nói mẹ chồng đâu mà chết hay vậy? Sao người ta kỹ đó. Mẹ chồng đâu mà chết? Không sao á. Về chồng lại. Đi qua đây này chứ. Đây mình sẽ nấu cơm vào cái nồi đất này. Hôm bữa mới xử lý. Mình xử lý cái nồi mà nó khét ngạt nè. Giờ mình đem đi rửa nha. Tăng xuống này rửa ha. Mình đã bỏ vào đây hai chén gạo, bây giờ mình sẽ vo. À, bây giờ mình sẽ chặt dừa để mình lấy nước dừa mình nấu. Rồi mình đổ vô thôi. Ít quá hậu. Thêm trái luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đem lá dứa và mình rửa và mình sẽ bỏ vô nồi cơm. Rồi mình sẽ bỏ lá dứa vào đây để nắp lại hộp, nắp lại. Rồi để nắp lại đi thôi, nấu cơm thôi.
nồng quá. Rồi bây giờ nồi cơm bắt đầu sôi ha. Mình sẽ ra nóng vậy. Mình sẽ dở nắp ra, quậy lên. Bà nè. Ở góc này nó thơm quá, ấy ra nóng quá. Thơm quá trời luôn. Gạo bắt đầu nở rồi. Có cái mùi lá dứa thơm quá. Lâu lắm rồi mình mới nấu bếp củi á. Xưa hồi nhỏ còn nấu chứ bây giờ lớn rồi đâu nấu nữa đâu. Nó biết điện mà cắm lên là để đó thì tự động nó chín nè. Còn bây giờ nấu biết củi là phải canh để nó không nó khét thì là không nó sống. Để nó xoay xíu nữa đi. Rồi để ăn với nồi cơm của mình nấu ngày hôm nay mình sẽ ăn chung món cá tra kho tộ ha. Đây là cá mình đã ướp sẵn. Lát nữa mình sẽ kho tỏi bằng cái nồi nhỏ này. Ủa cái nồi nhỏ rồi. Đây, mình có một cái nồi nhỏ. Yeah, mình có một cái nồi nhỏ này hay cưng không? Lát nữa mình sẽ kho tỏi bằng cái nồi nhỏ này. Cái nồi này mình cũng đã xử lý bằng dừa khô. Giờ mình sẽ mang đi rửa. Bỏ đây mình kho. Rửa thôi. Đây là cái nồi mình đã rửa. Bây giờ mình đi ra đợi cái nồi cơm chín. Rồi mình sẽ lấy cái bếp mình sẽ kho cá. Xong bây giờ nồi cơm nó cũng chưa biết chín hay không nữa. Cứ nhắc đi. Nhắc tao để chiên cá ở đây kho cá. Do cái nồi nó nhỏ hơn nên là mình phải cần một cây chảo lọc. Khói quá. Mở lửa thôi. Rồi, giờ mình sẽ cho dầu vô để mình thắng nước màu. Ở chỗ mình người ta thắng nước màu người ta sẽ dùng dầu với đường ha. Mình sẽ quậy lên để cho nó thành nước màu. Nếu mà quậy khét quá thì sẽ đổi nồi khác làm lại. Đây, béo lông rồi. Béo lông rồi nè. Lửa mạnh quá, béo lông, béo hết lông rồi. Rồi cho nó, màu nó đen đen xíu là mình hãy cho cá vô. Bôi lộn cho nó nâu xíu mới cho cá vô. Đen quá đáng ghét á. Ủa, văn đầy nhà rồi. Mình sẽ đảo đều cho cá nó tái lại. Mình sẽ kho cho cá nó săn lại. Rồi mình sẽ cho nước dừa vô. Kho nước dừa luôn. Miếng tiêu nhỉ. Lại ướp quên bỏ tiêu nhỉ. Mình đợi cho nó kẹo kẹo một cho nó săn săn một xíu nữa mình sẽ bỏ nước dừa vô. Rồi cắt cái da này. Cho nước dừa vô nha. Ủa cái điện thoại mình nó báo là nóng quá, để gần bếp nó nóng quá. Nó không cho để nữa, nên phải để xa xa ra xíu, nóng quá. Không hỏi điện thoại rồi. Bây giờ mình đã chế nước dừa vô rồi, mình sẽ kho cho nó kẹo lại chút xíu nữa. Rồi mình giờ mình sẽ cho thêm cho nó
hai trái thiểm cho nó cay đó. Các bạn ngọt như đường nha. Không sao, mình sẽ cho thêm nước mắm, cho thêm nước mắm vô. Ây da, da nó ngọt lắm, giờ sẽ cho thêm một xíu nước mắm. Rồi xong, nhiều quá rồi. Cái này kho chắc đủ một mình ăn á. Kho như đây ăn ai nhìn. Bây giờ để cho cái nồi cá mình thêm hấp dẫn, mình sẽ cho nó thêm một số hành lá. Đây là hành lá mình trồng được ha. Mình sẽ cắt hành lá từ đây. Cắt đi. Cắt đâu chứ? Cắt nè, cắt cái con cắt cái ngay như này nè, tới đây nè. À, cắt nó sát quá, cắt sát. Ừ. Rồi cắt lá nè, cắt cái lá này nè. Ừ. Cắt sát, cắt sát luôn. Ừ. Nè. Ừ, cắt lá. Đâu nữa? Này nè, cắt ba lá luôn đi. Này. Ừ. Đâu nữa? Nè. Thôi cái đó. Rồi cắt lá luôn đi. Rồi cắt chuỗi cây luôn rồi. Cái bên đó còn không? Hành lá. Hành cái chín trong á. Ở đây nó mới ra nè mọi người. Đó, nó ra được mấy chục. Thôi đừng cắt đó. Này ra được mấy cây nè. Được, được như thế. Như này bỏ vô này thịt kho, cá kho mà chắc là được rồi. Wow, các bạn nhìn nè. Nó kẹo lại. À, nó kẹo lại mà nó thơm. Trời ơi, nó ngon. Nó ngon như cái món kho quẹt ngoài nhà hàng nó bán vậy. Ừ, cái này mà có rau luộc nữa ha. Rau tập tàn luộc 2 chấm. Nhức nách luôn. Wow, thơm quá. Giải thử miếng cá nha, này giải thử miếng cá nè. Wow. Ăn thử. Ngon. Bỏ cháy bị chết luôn, còn cay quá. Bỏ tiêu bỏ ớt cay quá. Rồi bây giờ xong rồi. À, chở cái này lại cho nó thấm. Bây giờ xong rồi mình sẽ bỏ hành vô. Đây hành bỏ vô. Đây, đây là hành mình hái từ cây nhà. Hành mình trồng luôn. Đây, xong rồi, giờ sẽ đậy nắp lại và bưng nhắc xuống. Ngon lắm luôn á. Rồi, nhắc xuống thôi. Xong rồi, mẹ có nấu gì mẹ ra nấu đi. Nước mưa nào, cháo nào. Cơm chó hả? Ôi, cơm chó mà nhìn hấp dẫn vậy. Cơm này nấu cho chó ăn nha mọi người. Rồi cơm chó nấu còn ngon hơn cơm con ăn nữa. Rồi cơm chó nấu còn ngon hơn cơm con ăn nữa. Đây là mâm cơm của mình vừa nấu xong. Này là món cá kho nha, cá kho tộ nha, rất là ngon luôn. Đây là dưa leo chấm chung, đây là nồi cơm. Ây da, cơm nấu bằng lá dứa. Rồi nó nguội ngắt rồi. Đây, cơm lá dứa. Rất là thơm và ngon luôn, thơm phức à. Thơm lắm luôn á. Thơm quá. Mình nấu bằng lá dứa và là nước dừa nha. Nó thơm mà nó ngọt ngọt nước dừa. Rồi bây giờ ăn cơm thôi. Mình cắm miếng dưa leo. Không ngoại đâu. Có ngon không cha? Cơm ngon không? Cơm này 15 ngàn một ký, 13 ngàn á mà. Chợ này 13 ngàn một ký á. Thôi video của mình ở đây là hết. Nếu các bạn thấy hay nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình nha. Mình cảm ơn. Bye bye.